Hành trình vực dậy từ 4 điểm toán lên 9.2 trong học phổ thông quốc gia của mình khá là không may mắn khi mình học thêm toán nhầm chỗ dậy không ra gì, bỏ lại bản thân chơi vơi những tháng cuối cùng trước khi kỳ thi bắt đầu. Vậy thì mình đã làm thế nào để vượt qua được? Thứ nhất, hãy làm chắc 35 câu đầu trong 30 đến 35 phút, vì mấy câu đấy toàn là kiến thức cơ bản, giống như cho điểm ấy, làm đúng hết thì đã có 7 điểm trong tay rồi. Và nhớ kỹ, đây là trắc nghiệm nên số điểm mỗi câu như nhau. Câu cơ bản nhất cũng bằng điểm câu khó nhất. Bạn tốn 30 phút để làm câu khó với muốn 9 cộng nhưng lại sai câu dễ 1 phút thì nó cũng thành công cốc. Vậy nên chỉ khi nào làm thành thục 10 đề mà 9 đề đúng hết 30 câu cơ bản trong thời gian quy định thì hãy nghĩ đến vận dụng cao. Một số lỗi sai ngu mình rút ra được trong phần này đó là không đọc kỹ đề, quên reset máy tính, không nhìn kỹ dấu đáp án và tô nhầm đáp án. Tiếp đến là 15 câu vận dụng cao còn lại. Phần này nó sẽ phụ thuộc vào tư duy, độ nhạy và mọi người cọ sát được bao nhiêu dạng toán. Cái đầu tiên mọi người cần có để làm tốt những câu này chính là nốt hết những thứ quan trọng như công thức, lưu ý của thầy cô vào một cuốn sổ nhỏ. Mỗi khi nghe thầy cô giảng họ sẽ chỉ cho chúng ta biết cái hướng làm, cái hướng tư duy và những cái đó nhất định phải nốt lại để mỗi khi rảnh lấy ra ngẫm bộ sẽ tự hỏi tại sao thầy cô lại giải quyết bài toán theo hướng đấy. Công thức lại càng quan trọng, khi thi hơn nhau 1-2 phút thì kết quả đã rất khác biệt rồi. Chẳng hạn như câu hình chiếu của đề toán 2K3 áp dụng công thức làm 20 giây trong khi làm tay lại tốn cả 4-5 phút rất lâu. Thời bọn mình thì vẫn phải nốt công thức bằng tay, tuy nhiên giờ người ta đã có mấy cuốn công thức toán từ 10 đến 12 như thế này. Mọi cái mẹo, khái niệm gì đều có hết ở đây nên mọi người có thể tận dụng nó để tiết kiệm thời gian. Tiếp đến, học bản chất không phụ thuộc vào Casio. Mình đảm bảo 100% ra thi bộ sẽ ra đề chống bấm máy tính cho mấy câu vận dụng cao nên hãy học từ bản chất. Ngoài ra, việc nắm vững các định lý, tính chất bất đẳng thức sẽ rất có lợi khi làm mấy bài vận dụng cao 9-10 điểm, vì hầu hết mấy câu khó đều có bất đẳng thức hay các định lý lạ, đặc biệt là dạng số phức, nên ai mà mục tiêu 9 cộng trở lên thì nên học qua. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích được cho mọi người. Ơn sau mình sẽ nói cho mọi người biết những kinh nghiệm mà sinh viên năm nhất muốn đi làm thêm nhất định phải nghe.